trình lễ và chăm sóc đến đây đã hết, xin bà chấp nhận và vui vẻ nhận cho họ là trai chúng tôi. Tôi cũng xin đại diện họ nhà gái cũng cảm ơn thưa tất cả quý vị, còn bây giờ sẽ đến với phần gia đình họ nhà trai sẽ lên đèn ông bà. Phim hay rồi, phim đẹp rồi đúng không?